Thiệt ra Vlog, chào các bạn. Các bạn ơi, thành phố Hồ Chí Minh hay còn gọi là Sài Gòn là nơi trọng điểm của vùng kinh tế phía Nam, là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt, tại thành phố Hồ Chí Minh có một địa điểm rất thú vị, đó là Thảo Cầm Viên Sài Gòn, hay chúng ta còn một cách gọi khác gọi là sở thú các bạn. Và hiện tại mình đang ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn các bạn. Ok, một nơi rất thú vị, và để biết xem ở trong đó thú vị như thế nào thì ngay bây giờ xin mời các bạn cùng theo chân mình nha. Let's go. Đây là phòng bán vé đó các bạn. Phòng bán vé ticket office cao 1m đến dưới 1m3 là 30.000, và cao từ 1m3 trở lên là 50.000 một người nha các bạn. Ok, trên tay mình là một tấm vé vào cổng nha các bạn. Vé này được in, nó giống như là cuộn in bill của các quán cà phê các bạn. Nhìn nó rất là nhỏ gọn thôi. Rồi, đây là nơi soát vé. Bước vào thì bên trái mình có một cái ngôi nhà kiến trúc rất là cổ, có ghi là Bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình được biết cái bảo tàng này được xây, cái kiến trúc này, cái ngôi nhà này được xây vào thời Pháp thuộc rồi các bạn. Nếu có thời gian thì mình sẽ vào trỏng quay coi có ở trong coi có cái gì thú vị nha các bạn. Còn trước tiên thì mình sẽ đi vô đây. Ok, đây là nơi xét vé các bạn. Dạ, cảm ơn chị. Ồ, cái này hay vậy. Rất thú vị. Dạ, lâu lắm rồi con không vô đây cô. Hồi đó con vô nhỏ xíu rồi nè, mà con hay vô cổng thị nghè. Cảm ơn cô. Ô, phải nói rất là thú vị các bạn. Trong thành phố Hồ Chí Minh, trong Sài Gòn, mà các bạn tới đây mà các bạn bước vô Thảo Cầm Viên thôi, các bạn thấy như là bước vào một cái rừng nhiệt đới các bạn, giống như là Madagui hay là nói chung là rừng. Thì sao? Vô cái là cái không khí các bạn hít vô là thấy nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ liền. Đặc biệt là cái khí hậu, cái thời tiết nó rất là mát luôn. Đây nè, chúng ta thấy có một cái hồ nước, nhìn là muốn nhảy xuống dưới liền luôn. Các bạn ơi, hiện tại trước mặt mình là một cái vườn chim rất là to luôn, là một cái ngôi nhà. Phải nói là nó là một cái lồng kính đó các bạn, lồng được bao bởi một những cái lưới sắt nè. Cái khu vực này có tên gọi là vườn hồng hạc nha các bạn. Kéo ra, kéo ra. Nè, hồng hạc nè. Ồ, vậy là mình phải qua hai lớp cửa nè các bạn. Mình nghĩ cái lớp cửa này nè, bằng xích nè, có nghĩa là đừng cho mấy con chim các bạn, đừng cho mấy con hạt nó bay ra. Ở đây mình thấy có một chú ngỗng. Chú ngỗng rất là đẹp luôn nha các bạn, rất là bự luôn. Wow. Ồ, con ngỗng với lại con công đi gần nhau. Cắn con này dữ lắm nha các bạn. Con này là con ngỗng. Ý. Con này con thiên nga hả chị? Con thiên nga chứ không phải là con ngỗng nha các bạn. Ở đây là con công nè. Đây là con công. Con công có hay ngủ không? Con công này không hay ngủ. Ở phía xa xa kia là mình thấy có con thiên nga màu đen thui nữa các bạn. Còn xa xa nữa là mình thấy có mấy cái con màu giống như con cò mà nó màu đỏ đỏ hồng hồng các bạn. Có con rùa nè. Các bạn thấy có con rùa không? Con rùa này cái đầu nó có cái má nó màu đỏ nè. Rùa tay đỏ ha anh. Rùa tay đỏ. Ở đây mình thấy có một con công nữa nè các bạn. Theo kiến thức của mình biết được thì hình như đây là con công đực các bạn, tại vì cái đuôi nó dài dài. Cái đuôi nó dài mà nó xòe ra đẹp lắm, nhưng mà con này thì không được đẹp cho lắm. Ở bên kia là những cái con màu trắng trắng giống con cò các bạn, đó là con hồng hạc nha. Đó các bạn thấy không, những con hồng hạc cái chân nó rất là cao luôn. Ở xa xa kia mình thấy có một cô chăm sóc những con hạc ở đây các bạn. Không biết nó ăn cái gì nữa. Wow, rất nhiều luôn các bạn. Các bạn thấy không, ở đây là nuôi rất nhiều loài lông vũ. Nói chung là nhà họ nhà chim các bạn, cho nên là ở phía trên
và xung quanh là được bao vây bao quanh bởi lưới các bạn, là không cho những chú chim này bay ra khỏi vườn các bạn. Ở kia mình thấy có con vịt vịt à, nói chung là ở đây là lông vũ, họ nhà chim rất nhiều. À các bạn ơi, à, hiện tại thì trước mặt mình là một cái con gì hết hồn cha nội, tự nhiên đang nói chuyện bay lên vậy. À, cho hỏi anh là con gì anh? À, sao anh không có trả lời mình vậy? Mình thấy cái đầu anh nó giống như là một cái chổi lông gà vậy đó. Các bạn ơi, cái em chim mặt ngầu hồi nãy trong chuồng giờ nó bay ra nè các bạn. Bây giờ mình cùng mình phỏng vấn nó nha. À, chào chim. Cho hỏi chim ở đây đã bao lâu rồi chim? Hả? Hiểu không? À, coi chừng nó mổ nha các bạn ơi, mình rất sợ nó mổ. Ở trong hình các bạn thấy xa vậy thôi chứ thật ra mình cách nó khoảng nửa mét à. À, nói chung là mặt rất là ngầu. Đây, một em bé đứng gần thôi, là em bé chỉ đứng bằng cổ thôi các bạn. Nhìn cái mặt nó rất là ngầu luôn, nhưng mà cũng không kém phần áo. À, nói chung là dù có mát nhưng mà đi một hồi mình cũng thấy nóng các bạn, nên đổ mồ hôi rất nhiều. À các bạn biết không, những cái ngày mà toàn quốc chúng ta đồng lòng giống như là đẩy cái dịch Covid á, thì phải nói là Thảo Cầm Viên của chúng ta cũng không có khách vào luôn các bạn. Cho nên là nhiều khi cái nguồn kinh phí á, chăm sóc cho các con thú ở đây á, thì rất là eo hẹp luôn. Cho nên là vừa rồi hôm qua đó mình có đọc một bài viết là vận động mọi người là nên đến tham quan tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Để ở đây họ có cái nguồn thu nhập, họ có nguồn kinh phí để tiếp tục gọi là bồi dưỡng cho các cô chú, các anh chị chăm sóc thú, cũng như là có nguồn kinh phí để mua thức ăn cho các con thú nha các bạn. Các bạn ơi, hiện tại sau lưng mình là một cái chuồng voi các bạn. Ở chuồng voi này có rất nhiều voi. Bây giờ mình xem coi những con voi này có gì đặc biệt nha các bạn. À, cho ăn mía. Ồ, voi ơi, sao cái mặt nó buồn vậy? Hình như nó ăn no quá rồi hay sao các bạn ơi? Căng da bụng trùng da mắt rồi kìa. À, con voi này ăn mía các bạn. Ý, ở dưới kia mấy cái cục đó là cái cục xịt đó các bạn. Voi ơi, trời ơi, chào, ok, vô chào các bạn, thấy không các bạn? Chào, yeah, chào. Ồ, có nghĩa là nó hiểu tiếng người các bạn. Bây giờ mình kêu nó chào nữa nha. Nè, bình thường là không chào nha. Ủa, cũng chào kìa. Rồi, làm lại nha. Ê, chào. Chào đi ơi, chào. Lo ăn rồi, nè chào lại nè. Dôi ơi, chào lại nè con. Chào lại nè, chào đó. Các bạn thấy không? Có nghĩa là nếu các bạn có dịp vào Thảo Cầm Viên Sài Gòn, các bạn tới chuồng voi, các bạn thử làm như mình thôi. Các bạn giơ tay lên kêu chào chào là thế nào cái đầu nó cũng gật à. Chào. Ồ, thấy chưa, rõ ràng. À, đây mình tới một cái chuồng rồi các bạn. Đây là chuồng thu cao cổ. Mấy thu cao cổ này bình thường là mình nhớ là ở ra đây nó ăn nè, các bạn thấy không? Treo những cái bó đồ ăn cao vậy là để cho con thu cao cổ nó ăn á. Còn hình như hôm nay ngày nghỉ, hôm nay ngày thứ bảy hay sao mà nó chổng không hả các bạn? Đó, mấy ảnh kìa. Anh kia anh đứng như pho tượng luôn kìa. Ê, cổ. Anh này cái miệng anh nhai anh mớm mớm kìa, thấy ghét không? Không. Nhìn nó giống như mấy bà cụ nhai chầu sớm mình vậy. À các bạn ơi, hiện tại mình đang ở một khu vực, đây là cái chuồng dê, chuồng cừu rồi các kiểu. Mình nhìn sơ thì mình không thấy khách nào vô hết, nhưng mà hồi nãy mình hỏi chị quản lý khu này thì chị nói là vô được, cho nên là mình quyết định mình vô nha các bạn. Đi vô nè. Vô. Vô. Thôi, mình là người tiên phong vô đây nha các bạn.
ở đây thì xịt rất nhiều luôn. Ê gì vậy? À, chú cù kìa các bạn ơi, chú cù kìa. Nói chung là nó thấy người lạ tới thì nó rất là thích nha các bạn. Hình như ở trong cái chuồng này có mình nè. Hình như mình cũng tuổi dê nữa cho nên là mình được vô chuồng này nha các bạn. Ê, đừng cắn quần chú con. Trời ơi, ở đây có bán cái chùm cỏ các bạn. Mình cũng xin khách du lịch đây một ít thôi à, để mình vô đây mình cho mấy em nó ăn nè, các bạn thấy không? Đó, trời đất quỷ thần thiên địa học dịch lộn chính cốt lộn bắp sao. Trời ơi, mày đá vô chân luôn. Ê, đây không phải là cách sinh hiệu quả đâu quý vị ơi. Các bạn ơi, xin ăn mà xin ăn kiểu này sao cho được các bạn. Rồi ok, từ từ em nào cũng có ha. Rồi, này đây nè. Nó biết các bạn ơi, nó nhìn nó biết các bạn ơi. Áo mình xịt không luôn rồi nè. Rồi đó, quýnh lộn đi. Dễ thương không các bạn? Dễ thương mà hơi thúi. Rồi, hết rồi. Bye bye nha, bây giờ đi ra đi lau mình nè. Trời ơi trời. Hết rồi. Hết rồi. Nói chung là mình bị nó tè lên chân, rồi nó lấy chân nó đạp lên người mình toàn là xịt không luôn rồi. Giờ không biết làm sao luôn. À, hiện tại mình ở đây mình thấy có cái công viên nước các bạn. Và ở đây mình chơi là hoàn toàn miễn phí nha. Mình thấy ở đây toàn là thiếu nhi không à. Cho nên là mình quyết định mình cũng tham gia vô luôn. Mình cũng là thiếu nhi mà. Thôi nói chung là mình bơi như đây đủ rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tranh thủ mình đi vào thẳng công viên thôi. Chứ bơi cả ngày trời như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian nha. Phá. Ở đây mình thấy mấy con hà mã bằng tượng nữa các bạn. Thì mình nghĩ là trong đây là sẽ là chuồng hà mã nha. Chính xác. Những con hà mã. Kìa các bạn thấy không? Trời nắng quá là ảnh nằm xuống nước như vậy đó. Không biết làm cách nào cho ảnh lên để các bạn xem đây. Kìa, mình thấy nó lên rồi các bạn ơi. Các bạn thấy không? Cái mặt nó cũng ngáo ngáo vậy đó. Mình được biết là cái miệng nó rất là to nha các bạn. Ở đây cũng có hà mã nữa nè các bạn. Nhưng mà con hà mã này thì nó không có to bằng cái con nằm dưới nước nha. Hình như thức ăn nó là thực vật các bạn ơi. Thấy nó đang ăn cỏ cây gì á. Đây nè, ở đây cũng có hồ bơi cho mấy em đó nè. Wow, ở đây có trò chơi cảm giác mạnh đó nè các bạn ơi. Ôi, cao quá. Wow. Hạt cổ trắng này nha các bạn. Con này cái mỏ rất là dài. Con này mình nghĩ nó ăn cá nhỏ, ăn tép đồ á. Ở đây mình thấy có một con gì nó giống con giống như rồng đất hay gì các bạn. Ở đây không có để bản tên gì hết trơn á. Bạn nào mà biết con này là con gì thì hãy comment xuống phía dưới nha.
Ở đây có một cái con gì nó ghê lắm các bạn ơi. Nó đứng gần cái kiến mình luôn nè. Ôi, các bạn thấy cái đầu nó không, nhìn giống như là cái sọ vậy đó. Nói chung là Thảo Cầm Viên Sài Gòn rộng lớn các bạn ơi. Mình đi nãy giờ 2 tiếng mà mới có hình như là khoảng 1/3 của Thảo Cầm Viên thôi. Mình đang đứng ở trong tốt phía trong luôn. Bây giờ mình sẽ tìm coi có con gì nữa nha, đi các bạn xem. Ở bên đây là rất nhiều các chuồng thú. Còn bên này là khu vui chơi. À các bạn ơi, ở đây mình thấy một cái bảng có ghi tuổi thọ trung bình của các loài động vật nè các bạn. Thì cái bảng này mình đã thấy nó rất là lâu rồi. Cái lúc mà mình khoảng chừng 4-5 tuổi á, là khoảng năm 1994-95 đồ á, là cái bảng này nó cũng đã có các bạn. Mà cái thời điểm đó đó là Thảo Cầm Viên đã có trước đó rất lâu nữa. Hình như là mình nhớ là thời Pháp là Thảo Cầm Viên ở Sài Gòn đã được xây dựng rồi các bạn. Ở trong đây có một cái đoàn xe lửa đi tham quan, nhìn rất là vui. Hồi nhỏ mà mình thấy xe lửa vậy mình thích lắm, mình thấy nào mình cũng đòi đi. À bây giờ mình sẽ tìm một cái con gì đó nó mạo hiểm hơn nha, để mình coi coi có gì nha các bạn. Đó các bạn thấy không, ở bên trong kia là có hai con bạch hổ nha, mà con nào cũng nằm im, cái con kia nằm chèo queo luôn kìa. Con nằm bên trái nằm chèo queo luôn rồi. Kỳ vậy ta. Bây giờ mình ngồi quay lưng lại coi, mình thể hiện sự mất phòng thủ rồi, nó có nhảy ra không nha. Chắc ngồi đây tới chiều. Anh đứng đây từ sáng để đợi em. Nhu nhất không? Nói chung là anh không quan tâm mình luôn các bạn ơi. À các bạn ơi, như vậy đây là cá massage các bạn. Mình thấy để đây bán vé là 20.000 một người. Mình nhìn mình không có dám thử. Thấy các anh ở đây mình thử rồi mình lại mình coi như thế nào nha. Bắt đầu rỉa kìa. Chưa nhiều, anh chắc anh để hỏi nhiều á. Đau không anh? Sao anh? Anh thấy sao? Nhột hả? Cái này là cá làm nhột chứ không phải cá massage các bạn ơi. Cái này là đúng là cá làm nhột luôn á. Ờ các bạn ơi, mình thử mình để cái chân vô thì nó lại nó ăn nha các bạn. Nhột quá quý vị ơi. Đó các bạn ơi, cá đang rỉa chân khách đó các bạn. Chị thấy làm sao chị? Sướng. Hồi nãy em đút thử vô em thấy nó nhột quá trời. Con cá lao kiến ăn luôn kìa. Con cá lao kiến cũng ăn cái chân mình luôn rồi các bạn. À bây giờ mình đã tới cái chuồng hình như con nai hay con hu sao vậy các bạn. Nó ra đây nó ra đây nó giao lưu với khách đến với Thảo Cầm Viên luôn nè. Xít đây em bé này cho nó ăn cà rốt nè các bạn. Con biết con này con gì không? Con biết không con gì? Con nai hả? À đây, cái này có cái sừng các bạn, con này có cái sừng nè. Đó. Anh này anh có cái sừng các bạn thấy không? Gì? Nè các bạn, đây có con nai này rất là to luôn nè. Đó, rất là to luôn. Mình rờ cái sừng nó không biết cho không ha. Ồ, mình rờ cái sừng nó luôn nè các bạn. Ok, nói chung video này mình đã đến thăm Thảo Cầm Viên Sài Gòn các bạn, đã lâu lắm rồi mình mới quay trở lại đây. Thì mình thấy mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có thay đổi là có nhiều vườn thú hơn. Khách du lịch thì đến với lại Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày một đông hơn. Thì nói chung là mình rất là vui, rất là háo hức. Hiện tại thì mình cũng tới giờ về rồi. Mình chỉ đi được khoảng 1/2 của Thảo Cầm Viên thôi. Nếu mà có thời gian thì các bạn hãy đến với Thảo Cầm Viên để tham quan những con thú này rất là thú vị. Đặc biệt là cái không khí, khí hậu ở đây các bạn thấy không? Ở giữa Sài Gòn mà cây xanh, cây cổ thụ rất nhiều luôn. Ok, giờ mình xin được kết thúc video tại đây. Nếu thấy hay các bạn hãy bấm like và chia sẻ như đăng ký kênh để ủng hộ mình làm nhiều video khác nha các bạn.
Xin chào, hẹn gặp lại. Yeah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.